Đó, bên mình hồi nãy mình quay chưa có xong thì mình kẹt việc, thì giờ mình cố gắng quay thêm cho anh em một clip nữa. Thì giờ mình đã đi công việc, thì quay cho chủ xe biết là cái nồi của chủ xe bị cháy và người ta không có vệ sinh sạch nó ra, thì nó sẽ tiếp tục bị cháy nữa, hơn là nó chưa có phá, nó bắt đầu nó bám rảnh hết rồi nè, không nó xước rồi nè, nhưng mà nó chưa bị rảnh thì có thể là xài được. Đó, mình thay cho chủ xe nè, bố là bố chính hãng, anh em thấy không, bố chính hãng chứ không phải là bố đầu lao, lá sắt cũng vậy, rửa đi, lá sắt cũng là chính hãng ha, lá sắt lá bố chính hãng, mới là nó như vậy mà nó bị cháy là nó sẽ như màu này. Bây giờ có thay 10 cái bố mới mà cái lá sắt nó cháy thì cũng chịu đó. Nha. Là thay đồ gì, giá bao nhiêu phải rõ ràng với khách hàng. Lá bố Z800 thường là 1 ly 6, có một lá là 2 ly 3 2 ly 6 gì đó. Đó thì mình canh những cái lá còn lại ha. Thường cái lá nó khác nhau thì nó có chỉ số khác nhau, cái độ dày khác nhau, có chấm hay không chấm đó, thì mình canh cái độ dày hết rồi, đi nguyên zin đút vô thôi. Thì do cái mặt này nó, cái lá này nè, nó sẽ là 2 ly 3, thì mình thiếu một lá 1 ly 6, và cái bề mặt của nhôm này nó đã bị mỏng hai đầu, cho nên mình sẽ đi 2 miếng là 2 ly nha. Đó. Đó. Thì Phong nó vô nó sẽ canh lại nồi đó. Ngâm bố em mình nó sẽ canh lại cái nồi, cái độ hở như thế nào cho chuẩn. Rồi, đây là con R1 mình mới dọn lại cho khách mua. Cái dọn này cũng rửa sạch đồ này kia thôi, đi lại đường điện cho nó chuẩn ha, uống lại hết, rửa thật sạch, thay một cặp giỏ vào. Cặp giỏ này là cặp giỏ tốt, Dunlop Nhật Sport 2, dành cho dòng Sport đi đường trường hỗn hợp, có độ bám ở trong cua là cấp độ trung bình, 70 Rat và 30 Sport đó. Thì đi cái cặp này là ok ha. Đó, thay dây côn, thay cùm côn mới đó, khách chàng áo lỏng lẻo thì đi lại chắc chắn rồi. Đi công tắc đèn rồi lại, với lại bên này nè, cái bát nó gắn vô thiếu nè, làm bát lại để cho nó giữ lại cái dàn kính chắn gió cho nó chắc nha chung. Làm cái bát chế để cho nó giữ lại cái kính chắn gió cho chắc. Ở dưới này anh thấy chắc đây nè, còn ở trên này nè, làm bát thêm để cho nó chắc lại. Đó, vệ sinh rửa trong ngoài sạch sẽ, đi làm bát hàng bát lại, gắn dàn áo lại chuẩn, nhìn cũng rất là dễ thương ha, rất là sạch sẽ. Thì mình khiêm tốn mình nói rõ ràng với khách hàng, xe này để chạy phố, chạy cà phê pháo chứ tour bạo lực là nó chưa đủ an toàn đó, tại vì thứ nhất là hôm bữa là vỏ đó là không dành cho cái vỏ để mà chạy bạo lực đó, mình cũng nói rất rõ mà khách chạy rất là hài lòng. Phục ô lim đẹp, không có bị tai nạn đó. Mình chỉnh lại cho khách luôn để xét cho khách một cái mức độ mà khách chạy êm ái. Mấy cái phùng này nè em, lấy hơi xịt mấy cái lỗ nó đang đọng nước nè, xịt cho nó mấy cái lỗ nó không thoát nước được. Máy phục ô lình đã lắm mọi người, mình chỉnh nó có nấc á. Thank you.
Rồi mình chỉnh ở một cái mức độ trung bình để cho khách chạy ok. Này đi hai người, một người thì chắc đến hai người đều được. Còn set phục sau đó. Set phục sau mình con set luôn. Phục sau của cái dòng này cũng là cái dòng cao cấp á, chỉnh được trên dưới luôn. Mình chỉnh trên. Làm những cái xe này anh em phải tỉ mỉ từng chi tiết, vì những cái xe mình làm á không phải là những cái xe mới mua trong hãng về rồi build lại đó, gắn đồ chơi nó khác, nó dễ hơn rất nhiều. Tại vì thứ nhất nó còn mới, cái thứ hai đồ nó còn mới, nó chỉnh nó dễ lắm. Còn những cái đồ mà mình xài lâu năm nó nhão rồi á thì mình chỉnh phải thử cảm nhận rồi mới chỉnh lại. Nó không có tuân theo một cái quy tắc nào, nhưng theo một quy tắc là chạy nó nhão đến mức độ nào để mình chỉnh cảm nhận, rồi mình coi lại trọng lượng của mình với trọng lượng của khách. Nó có hai lá 2.0 2 ly. Còn không sao đâu. Còn cái kia nó có một lá 2 ly 3. Mình bị hụt một lá 1 ly 6 không? Cho nên mình gắn hai cái lá 2 ly. À nó khác hả? Em lấy trên này lại coi, nó còn lá 2 ly 3 với 2 ly 6 không? Chắc phải chạy đi mua thêm á. Đúng rồi, nãy nó ghi nồi thông minh, quên. Rồi, đây mình đang làm một con ZX10 bị tai nạn rất là nặng. Thì mình chỉ quay sơ cho anh em, không có dám quay hết ha. Đang nổ máy rồi ha. Đó. Giới thiệu với anh em cái con đang demo Ducati. Anh để em chiếu nha. Còn đây là con xe của mình, con CBR đời 2014-2015. Độ lên cái con cà phê Fighter. Nguyên cái bộ kit set này là từ bên Nhật về, và cả cái map set của con này luôn. Con này đã được lên báo triển lãm ha. Thì xe này là có giấy tờ sang tên đàng hoàng. Thì mình đang bán với giá là 300, khoảng 340 đến 350. Nguyên con xe này như mới, không có gì để nói. Xe tầm khoảng đâu đó khoảng 3.000 cây, lọc nhớt zin theo xe vẫn còn. Mới thay nhớt một lần. À, anh em nhìn nó mới khủng khiếp lắm. Full bộ cổ bô với bô AK xịn. Anh em nhìn nó mới như vậy. Cực kỳ mới. Thắng trước sau Grapher Hell Rumble Billet. Loại này mắc tiền lắm, mười mấy triệu một con này. Đó. Sơn 3D AK. Rất là sướng. Đẹp không? Rất là phê luôn. Thầy cô Rambo.
không có gì để nói, nguyên cái xe quá mới quá đẹp. Rồi chuẩn bị mình sẽ quay chi tiết con này ha. Hình như mình cũng quay một lần rồi đó, đồ carbon rất là nhiều. Con này được triển lãm ở trên báo khoảng mấy năm trước, hình như nó cũng tháo ra một số đồ. Trước là full cái ốp này nè, full cái ốp này là bằng carbon chứ không phải là bằng nhựa hết, mình thấy cái nhiêu đó hơn thôi. Full cái ốp này bằng carbon bị tháo ra rồi. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Bên mình nhận làm tất cả các dòng xe, từ bảo dưỡng, demo, sửa chữa tất cả các dòng xe. Dùng có phần mềm chính hãng để mà reset lại cái thời gian mà demo, rồi theo odo cũng có mà theo time cũng có. Giống như BM thường nó sẽ lâu nhất của nó là 1 năm nếu mà không chạy, và nếu mà theo odo là tầm 10.000 cây thì đó. Có một cái mình có set lại hết cho anh em ha. Máy đọc lỗi các thứ phần mềm chính hãng ha, cả cái dắt cắm cũng chính hãng luôn, cho nên nó rất là nó cái mình mua cái bộ này nó hơi cao đó. Còn thường là nhiều anh em thì sẽ xài cái máy chính hãng mà dắt Trung Quốc, nhưng mình không dám, mình sợ nó lỗi rồi trục trặc nó hư, lỡ mua nấy luôn ha. Toàn là dắt hãng không à. Đó, đầy đủ hết. Nhưng đây chỉ là 70% cái dắt thôi, còn khoảng 30% mà mình không có xài tới, mình không có sửa những cái xe đó. Ít khách á, ít có Việt Nam cho nên mình ít mua. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, và mình cũng chia sẻ anh em mình còn rất là nhiều phụ tùng xe mô tô thì full vàng đầu hết. Thì thường anh em tiết rẻ mua những cái cây xúc bắp tiện, nhưng mà mình cam đoan với anh em, mình nói trước đây ngoài anh em ra còn thợ thầy rất nhiều. Anh em mua nên mua full vàng đầu, để như mình bán rất là rẻ, vài triệu thôi một cái vàng đầu thôi, trong khi một cây xúc bắp mua đã mấy trăm ngàn xúc bắp zin rồi, khoảng từ 600-700 ngàn xúc bắp zin mà đi tiện xúc bắp thì xài không được. Ai nói xúc bắp tiện xài được ở cường độ cao thì mình chắc chắn là mình phản bác lại điều đó, tại vì không thể nào được. Xúc bắp tiện chỉ xài được những cái vòng tua thấp và rủi ro rất cao đó, mình cam kết với anh em là như vậy. Vậy thì anh em có gì cần mua thì cứ alo cho mình, từ lốc máy cho tới dàn đầu, lòng bít tông rất là nhiều ha. Như đây là CBR, những thứ mình bán đây đó, còn mới như vậy, lắp mạ còn luôn ha. Đó thì mình mới bán cho anh em. Rồi, cảm ơn mọi người nha.